Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. giới thiệu DVD và CD nghệ sĩ tác phẩm của nhạc sĩ Trúc Giang với chủ đề quê hương và tình yêu. Chương trình gồm 12 tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Trúc Giang được hòa âm bởi nhạc sĩ Trúc Hồ và Trúc Sinh. Để mua DVD và CD, xin liên lạc 7146361121 hoặc 8885002018 hoặc vào trang nhà SBTN Home Shopping để đặt mua ngay từ bây giờ. Quý vị cũng có thể mua bản gốc Digital Edition trên trang nhà sbtngo com Xin mời quý khán giả ủng hộ nhạc sĩ Trúc Giang, quê hương và tình yêu. Vì đời đẹp muôn đó hoa, em đêm theo tiếng em ca, hoa với cùng đàn. chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Hôm nay Diễm Quyên rất vui khi được đến với khán giả trong chương trình đối diện với sự thật cùng với bác sĩ Ngô Văn Định và anh Tường Thắng. Xin mời bác sĩ và anh Thắng có lời chào đến với khán giả. À, xin uh, chân chào quý khán thính giả của đài. Uh, vâng xin, xin kính chào quý khán giả của SBTN và xin chào uh, bác sĩ Ngô Văn Định và Diễm Quyên anh quyền, thắng quyền. Quyền, hôm nay theo bác sĩ có cái tay đẹp không màu à. rất là nổi luôn á mấy <laughs> lần trước mặc áo giống như christmas <cười> 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 <Không>. <cười> hôm nay thì nhu mì lại hả ta tưởng mình khùng nhưng vậy mình không đau chút xíu đâu <cười> có <cười> người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp hết anh phải tự tin xin okay. <laughs> okay. <laughs> cảm ơn anh thắng và bác sĩ rất nhiều kính thưa quý khán giả sbtn hân hạnh giới thiệu dvd và cd của nghệ sĩ và tác phẩm của trúc, nhạc sĩ trúc giang với chủ đề quê Hương và tình yêu. Quý vị có thể vào trang nhà SBTN Home Shopping để đặt mua DVD và CD với giá 20 đô la hoặc download bản gốc Digital Edition tại sbtngo.com ngay từ bây giờ. Và một thông báo thứ hai quyền muốn gửi đến quý khán giả đó là xin mời quý khán giả ủng hộ live show Cổ nhạc Phương Nam vào ngày 26 tháng 6 từ lúc 7 giờ tối đến 10 giờ tối tại đài truyền hình SBTN ở Garden Grove. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ như Ngọc Huyền, Kim Tiểu Long, Tuấn Châu, Ngọc Đáng, Philip Nam, Cẩm Thu, Quỳnh Hoa, Tuấn Tú. Để ủng hộ, xin gọi 714-636-1121 hoặc 888-500-2018. Cổ nhạc Phương Nam kính mời. Và cảm ơn quý khán đại giả rất nhiều vậy Để bắt đầu chương trình thì à, em cũng mời anh Định uh, update cho khán giả yeah. cái tình hình Covid-19 vừa qua. Vâng, mà nhưng mà trước mà... như à, cập nhật đó yeah. thì trở lại cái quảng cáo hồi nãy mà Diệp Quyền có giới thiệu đó. Uh -huh. Thường thường nếu quý khán giả mà xem quảng cáo mà của bác, à, cuốn DVD, CD của bác Trúc Giang á. Uh -huh. à, vâng. thương mà có bản nhạc, uh -huh. dạ, có có bản nhạc nó có cái đoạn thế này. Vì yêu em anh quên cả lối về và quên cả lối về đó của wow. gia hân hát đó ôi Đúng gia hân rồi. hát đó dạ rất là hay mình làm mình nhớ đến cái uh, câu của uh, nguyễn du đó à vâng à, con ông này đã đã tỏ đường đi lối về đã, đã tỏ đường đi lối về đó bác <laughs> sĩ <laughs> nguyễn du con ông đã tỏ đường đi lối về Đâu? vì yêu em cho nên anh cả quên cả lối về vì yêu à. em cho nên anh muốn em ở lại đêm nay dù đường xa hết xăng nhưng em cũng đừng đi về <laughs> sẽ không phải cho và từ mà bác sĩ dạ vâng à, thì vừa rồi mình, cảm ơn anh mình, thấy, mình thấy cái hình này cháu bé nhỏ xíu mà đã bị bắt đi cách ly đó dạ bà, bà, bà việt nam một cái à, nhớ rồi đó. con nít mà nó bị cách ly và cháu nó nhỏ xíu nè quý vị thấy không là mà không biết nó nói gì đây nè bác sẽ đọc cho mọi người nghe đi ừ. chú bắt con đi cách ly rồi sữa đâu con bú 14 ngày không có vú con hỏi chú chú có chịu nổi không <cười> <cười> Ở Việt Nam phải cách ly 14 ngày Bé như vậy mà bắt đi cách ly 14 ngày không có vú Còn hỏi chú chứ chú có chịu nổi không Chú có chịu nổi không, có chịu nổi không mà bắt con chịu hả à, đúng rồi. <laughs> Xin cảm ơn bác sĩ và anh Thái okay. nhiều Và vừa rồi thì Hôm ngày 13 tháng 5 Thì CDC cũng có ra một tin vui Đó là cho những người mà đã trích ngừa Đầy đủ Uh, hai liều của Pfizer, hai liều Moderna hoặc là một liều của Johnson thì họ có thể tháo khẩu trang ra và không cần phải đeo khẩu trang trong nhà hoặc ở ngoài trời và cũng không cần phải giữ cái khoảng cách six feet uh, ở trong nhà hay ở ngoài trời thì có mọi người có thể tự do hơn khi mà hoạt động uh, với người khác uh, nhưng mà ở Em có hai câu hỏi yeah. đặt ra cho bác sĩ. Thứ nhất á, là tại nếu mà CDC đã nói như thế yeah. nhưng mà ở California mình thì như mình nói mình, là tới ngày 15 có, tháng thông 6, thông 6 á, yeah thì uh, thống đốc uh, Gavin Newsom mới gỡ ra cái khẩu trang ra mm. thì tại sao mà ở California mình tận lại đợi lâu tới như vậy? Và cái điều thứ hai là làm sao để mà người ta biết là người này có fully à, vaccinate chưa rồi. hay là đâu có cái bằng đâu, có bằng chứng nào mà để chứng minh rằng ồ oh, tôi đã fully vaccinated hoặc là tôi chưa có anyone can say anything right Đúng without rồi. evidence so theo bác sĩ thì uh, uh yeah, bác sĩ có ý kiến gì về cái những việc này dựa không? trên một cái nguyên lý thế này nếu là là người công dân chúng ta tin tưởng nhau Đúng rồi. dựa trên là mình you have to trust other tức là cái sự tự giác Dạ yeah, tự giác à, nhưng mà một cái người mà họ đã không thích đeo mask rồi đó như ông mà thị trưởng mà trong tương lai mà thành phố Huntington Beach là ông thi uh, uh, Tito đó. Yeah. Ừ. Con ổng đi vô trường học ông không không đeo mask, ông ông nói đeo mask là lấy đi cái quyền tự do của ông. Cho đến giờ này mà ông là người thị trưởng mà ông lại nói cái câu một cái lạ lùng. Ông không biết đây là một cái nhiệm vụ của một người dân mà trong vấn đề đại dịch mà mình có thể lây mình cho ông bà cha mẹ con cái và người thân và những thầy cô giáo của mình, những người thân làm chung việc với mình, người bạn thân với mình mình có thể lây cho họ, họ chết trong khi mình hệ thống miễn nhiễm mình tốt nhưng mà họ lại không có hệ thống miễn nhiễm tốt người ta có thể chết yeah. cái này là với lại chúng ta phải có cái tiến đến cái vấn đề mà miễn dịch mà cộng đồng đó để mà cả nước chúng ta phải trở lại cái cái, cái 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 thời kỳ bình thường trước khi đại dịch ông không hiểu điều đó ông cứ nghĩ là khi mà anh bắt tôi đeo mask là anh lấy đi cái quyền quyền tự tự do mà, mà mà ở một người công dân nước Mỹ ai cũng đều có cho nó anh nói vậy là anh nói quá không có suy nghĩ gì hết ổng vậy mà sao ổng làm được thị trưởng hồi xưa ổng là làm nghề đánh đánh vật đó. À, à, đó người người Mỹ họ thích bầu cho những người nào mà nhìn cái ngoại hình cái thứ hai là cái nói mà nói ngon nói ngọt hay nói hay mà trong khi cái chất liệu cái chất lượng và cái mặt đứng đằng sau đó, nó rất là thất bại nhưng mà tại vì biết sao bây giờ cái trình độ mà của hiểu biết về chính trị xã hội quân sự dân sự hay là về cái sự trưởng thành nó, trung bình của một xã hội nó nó nó, nó có nhiêu đó thôi thì họ thấy một người nào mà ăn nói hay tướng mạo tốt như anh chàng mà đánh võ martial art tito này nè thì thì họ cũng bầu thôi mà trong khi cái sự suy nghĩ nói ra là quá thất bại đi ông nói là đeo mát là tự nhiên tại sao lấy đi cái quyền tự do của tôi tôi đeo không đeo là quyền tự do của tôi mát mới thôi nhưng mà ông không biết là anh không đeo đó là những cái gì mình mới nói tức thì đó rồi bây giờ mình dựa vào cái sự tự giác của mọi người khi mà chúng ta đã chích rồi đó người ta nói là cái khả năng mà mà chúng ta mà bị nhiễm á rất ư là nhỏ mà khi mà chúng ta vào trong cái cái indoor đó mà mọi người vaccinate hết á thì cái khả năng truyền nhiễm cũng rất ư là nhỏ cái là theo khoa học chứ không phải là mình dựa tính không phải là đoán mò vậy bạ đâu nha. Yeah. Thì cái đó là cho nên cái CDC mới ra điều đó. Rochelle Zelensky dựa theo cái đó và chứng minh rõ ràng. Yeah. Nhưng mà cái vấn đề cái người mà chưa chích mà lại không đeo thì nếu mà có lỗ lã đó có bị gì là cái người đó và cái người đó đem về cho nhà người đó. Và cái người mà đã trích rồi đó vẫn còn có thể chín năm họ có thể bị infection yeah. nhưng mà cái khả năng mà bị vô nhà thương bị nặng và chết đó, rất ư <cười> rất <cười> ư là nhỏ nhưng mà họ vẫn có thể năm nhớ không yeah. có chín năm thôi thì còn năm đó chúng ta có thể bị nữa đó thì có ba cái yếu tố đó thì cái người nào mà đã không có trích thì họ không có nên đi vô đó nhưng mà nên nhớ cái sự tự giác đó ở một cái người mà ích kỷ ái kỷ đó, mà họ nghĩ là họ sống trên người ta đó, lúc nào họ nghĩ cũng hơn người ta, ít về nhận sai, không bao giờ xin lỗi, lúc nào cũng ăn trên ngồi chốc, nghĩ rằng ta sinh ra là người khác, ta phải phục vụ cho mình, lúc nào cũng muốn ăn của người ta đó, không bao giờ muốn cho, không bao giờ có lòng nghĩ cho người khác, ego egocentric, eccentric, cái tôi của người đó lớn lắm, nên nhớ người Việt Nam mình nổi tiếng trên thế giới là mỗi một người đều có ông hoàng bà chúa nằm trong đó. Ừ, nghĩa là văn tôi, à, văn mình mà vợ người đó không? mà. Văn mình hay nhất, ờ, đòi, đúng vợ. rồi, đúng, văn rồi, đúng, rồi. Văn đúng người, rồi, Văn mình là hay nhất mà vợ người ta là đẹp nhất. <laughs> à. À, việc mình có cái câu đó, văn mình vợ người. À. Văn của tôi là hay nhất tuyệt vời nhất đáng giải Nobel, văn chương. Cái câu ừ. vợ đẹp là vợ người ta nó nó lạ lắm, nó nó có hai ý nghĩa. Yeah. Tức là tuy rằng có thể vợ mình đẹp đẹp hơn người, người vợ người ta nhưng mà tại mình mà ở chung mình quen này mình chán cho nên lúc nào thấy cũng thấy, thấy thèm cái mới là thấy người ta cứ nói là vợ đẹp đó, đó. với lại cái câu nữa là thường thường vợ đẹp là nó đi chọn cái đứa hơn mình yeah. tại vì con người ta hay hay đề cao mình lắm yeah. bản thân tôi tôi có ba bốn điểm mà tôi lâu lâu tôi chụp được cái hình 7 điểm tôi cứ nghĩ tôi 7 điểm mà mấy mấy cô chết là vậy đó là trong một mấy ngàn tấm hình mà sau khi photoshop chết. mấy bà cứ tưởng là 24 trên 24 mấy bà đẹp ở cái hình mà trong mấy ngàn tấm mấy đường tấm Bà tự đề cao mình đánh giá mình cho nên cứ nghĩ là tin hay à, đó thì cho nên cái người mà hay nghĩ là mình xứng đáng với cái người đẹp như vậy đó mà đâu có được đâu đời người ta đâu có ngu đâu <laughs> cho nên là lúc nào cũng thấy cái người đó, người ta đẹp mà. không <laughs> ok bây giờ bỏ cái vấn đề đó tâm lý tâm lý hôm nào phải mời bác sĩ tâm lý lên nói bây giờ trở lại vấn đề đó thì chúng ta cần cái sự tự giác Nhưng mà cái người không tự giác đó là họ im im, họ không có chích, nhưng mà họ vẫn đi vô trong đó, tại vì cái ích kỷ của họ, yeah. cái đòi hỏi, nhu cầu của họ muốn, thì mình, mình thì cũng như đánh đánh cược thôi, <laughs> tức là thống kê thôi, cái khả năng người đã bị nhiều hơn cái người đã chích. Yeah. Nhưng mà còn ở California thì tới ngày 15. Tháng... 15 tháng 6 thì à... cái đó là cái do... mình không biết tại sao họ chọn cái ngày 15 tháng 6, nhưng mà hiện <laughs> bây giờ cái khả năng với con số positive số dương tính mà trên bất capita của California đó và cái số bị nhiễm và cái số nằm ở nhà thương bây giờ những cái số đó nó qualify cho cái vùng green là cái vùng mà xanh đó xanh. là chúng ta có thể cởi mở kinh tế xã hội và trở lại đời sống bình thường đó thì thì, thì phép vua thua lệ làng cái CDC, cái FDA cái NIH, cái National Infectious Disease Society họ đưa ra hay là những à, chuyên viên về dịch tễ học và bệnh nhiễm học họ đưa ra để tính cách chung cho 52 50 tiểu bang thôi nhưng mà khi mình đến mỗi một tiểu bang tùy theo phép vua thơ lệ làng mà nhập giang tùy khúc mà nhập, uh, nhập ra thì tùy tục thì mỗi một cái địa phương thị. nó có một cái yeah. cái điều kiện khác nhau mà mình có thể Hay. hòa nhập mình sợi sở lợi mình linh động để mà mình có thể dễ dàng hơn cho kinh tế và sự tự do của con người là chúng ta có thể trở lại nhưng mà chúng vị, quý vị nếu mình vaccine rồi quý vị cũng không nên đi xe bus hay là đi vô uh, uh, máy bay dạ, hay là rồi. đi vô nhà một cái nhà trường hay là một cái concert cái cơ trong đó với lại cái cơ sở y tế cơ rồi. sở y tế nào đó thì, thì vẫn phải đeo mask như là mọi khi đúng rồi tại dạ. vì cái đó mình muốn bảo vệ cho những người tại vì những nơi đó những người có thể khả năng hiển nhiễm nhiễm họ yếu họ đi nhà phòng mạch đó đi nhà phòng mạch quý vị vẫn phải đeo mask dạ vâng. phòng mạch bác sĩ dạ vâng. dạ vâng xin cảm ơn bác sĩ và anh ừ. thắng rất nhiều kính thưa quý khán giả xin mời quý khán giả theo dõi phần thông tin thương, thương mại của đài truyền hình SBTN chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát Và là phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Sau đây chúng tôi xin được trở lại cùng với buổi nói chuyện với bác sĩ Ngô Bá Định và anh Tường Thắng. Và tiếp tục chương trình thì Quyên cũng muốn nhắc đến một việc và một xe hơi đã đụng vào gia đình người Việt Nam. Năm người cao niên gốc Việt và một người đã thiệt mạng tại St. Pete à Beach ở Florida. Thì khi mà năm thành viên cao niên này đang băng qua đường ở khu 4,700 golf Boulevard thì có một chiếc xe Nissan màu đỏ đã tông vào năm cái người này và bỏ chạy thì trong năm người này thì có một ông huyệt Huỳnh thì 70 tuổi ông đã bị chấn thương nặng và uh, qua đời tại uh, bệnh viện còn những người còn lại là thương phạm 77 tuổi uh, hai hai chắc Hải phố quá. hai phố, đó. Hai phố yeah. 76 tuổi thì cũng bị uh, uh, minor injuries và những bị cũng bị thương nhẹ và cũng được đưa đến bệnh viện và cuối cùng là Tuy 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 Vinh Huỳnh em xin lỗi em không biết mấy cái tên rõ mấy người này với lại anh Martin anh anh Vinh là 67 tuổi và anh Martin là 51 tuổi thì cũng bị bị thương nhẹ và cũng đã được chữa trị ngay tại hiện trường thì mình không có biết là cái này có phải là do một cái Asian hate crime nữa không nhưng mà cái người mà chạy cái người mà to lái xe hơi mà tông năm người cao niên này chết đó Họ đã bỏ chạy luôn, từ đầu họ dừng lại một chút ừ, sau, sau đó là họ phóng xe, họ bỏ chạy mất. Và bây giờ văn phòng cảnh sát trưởng tại uh, thành phố St. Pete Beach ở Florida đang uh, tìm kiếm cái người hung thủ này và cho biết tài xế thì khi nói là tài xế là một người trưởng thành và bất kỳ ai có thông tin về nghi can thì phải liên lạc với lại ông tại số 727 580 4505 để cho họ có thể kiếm được cái người cái người lái xe là đụng cho năm người này thì theo anh Thắng với bác sĩ thì uh, mình thì giống như Quyên đã nói mình không biết tại vì mình chưa bắt được uh, cái người hung thủ và cái người lái xe đó nên mình không biết đây có phải là một cái Asian crime hay không. Nhưng mà điều đáng buồn là cả năm người Việt Nam của mình họ ai cũng trên trong tuổi 70, 60 hết. Mà bị đụng nặng như vậy và cũng có người thiệt mạng mà bây giờ bỏ đi như vậy thì anh Thắng và bác sĩ thấy như thế nào? Uh, thưa bác sĩ, cái xe này á, theo như cái video nó cho thấy đó yeah. là nó nó, nó từ trong parking lot tức là nó đang trong bãi đậu xe nó đi ra yeah, vâng. và năm người cao niên người gốc việt cao niên này họ băng qua đường mm. họ họ băng qua đường thì mình mình không biết rõ là họ băng đúng đường không tức là thí dụ họ băng họ có đi bộ trên cái lặng đường cho cho người đi bộ hay không mm -hmm. hay là họ đi băng ngang một cách bất hợp pháp là giữa đường thì mình không rõ nhưng cái xe này từ ở chỗ bãi đậu xe đi ra, tức là nó đi ra rồi và nó à, khi từ bãi đậu xe đi ra thường là mình không chạy nhanh được. đúng rồi. đúng không ạ? Cho phải mình đi trên đường mà mình chạy nhanh mà tông người ta, ừ. nó khác. Nó từ bãi đậu xe nó ra và nó tông rồi, nó đụng rồi, nó dừng, nó đi chậm lại và nó chậm chạy luôn. Ừ. Thế thì khi mà nó từ bãi đậu xe nó đi ra với tốc độ chậm mà nó thấy mà nó vẫn tông, thì có nghĩa là nó phải cố phải phải cố ý chứ không thể vô tình được. Đúng. đúng không? Ừ. Thì Dĩ nhiên mình không thể biết được đây là cái phải tội kỳ thì chúng tộc đối với người gốc Á hay không thì chúng ta không biết vì chưa bắt được nghi can. Nhưng dựa theo những gì mà chúng ta suy luận thì chúng ta thấy rõ ràng là nó từ bãi đầu xe nó đi ra mà chứ đâu có phải là trên đường mà nó chạy nhanh quá rồi. Đúng. Nó vượt đèn đỏ hay thí dụ vậy. Cái 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 nhầm. Dạ. Tại thường thường mình lái xe bình thường đó là tới cái chỗ mà đông mà có người đi qua lại thì mình phải đi chậm thôi. Dạ. Yeah. Mà người này lái nhanh ngay từ đầu đó. Dạ. Yeah. Mà cán người đó gọi là chết đó không bỏ chạy, rồi cái này là sự có cố ý yeah. mà có cố ý khi họ thấy một đám người Asian như vậy mà trong khi bây giờ chúng ta cái chuyện mà thù ghét mà sát thương người Asian nó đang nổi lên yeah. à, thì mình phải bắt người đó, mình mới tìm được chân tướng và sự thật yeah. à, nhưng mà dựa theo cái mà anh Thắng mới phân tích đó thì tôi đồng ý là gần như là là tại vì anh chàng này nó có ý muốn sát thương người người gốc, người gốc Á mà. Yeah. Yeah. cho nên mới ngày hôm nay phải không ạ, tổng thống Biden đã ký xác lệnh à, cái hôm dự luật chống kỳ thị người gốc Á, nói cho rõ là dạ. chống dạ. thương thị người gốc Á, thì dạ. họ họ sẽ có bỏ ra mà có tiền để mà <laughs> tài trợ cho các đường dây hotline để mà khi mà chúng ta gọi đó, dạ. thì nó sẽ đi lên trên cái database mà nó phối hợp giữa các nơi và trong đó có FBI, CIA này nọ để mà đi tìm ra. Hung thủ để mà giải quyết vấn đề đó nó phải có tiền có tài trợ dạ, vâng. và phải có những cái ứng xử và những cái chỉ dụ và những cái phương án hành động cụ thể khi mà cái chuyện này xảy ra như này như này thì nó sẽ đáp ứng như thế nào chứ không phải là chỉ gọi vô tôi nghĩ cái chuyện mà bốn nghìn ba trăm ba mươi bảy cái vụ mà diễn tới người á châu từ tháng 1 cho đến đầu tháng hai nghìn hai mươi một này đó là con số một phần hai một phần ba thôi dạ. tại vì chúng ta khi mà nhiều khi chúng ta người Á à, Châu chúng ta hiền lành, ngoan ngoãn mình chỉ muốn một người công dân hiền từ mà em đi trong nước mắt mà anh anh đi không nước mắt sao đành em đó. thì thì chúng ta cứ cúi đầu lặng lặng mà nhịn nhục thôi. Mà nếu mà nếu mà thật sự nó có thể lên tới mười mấy hai chục ngàn luôn chứ không phải chỉ bảy vụ đâu. Yeah, đúng. Thì bây giờ những cái đạo luật này nó nó sẽ cho biết những hành xử nào rõ ràng cụ thể để mà giải quyết những cái kê đó một cách là hiệu lực chứ không phải là có nhiều người mình gọi vô trong city hall này police department đó, nó viết xuống rồi nó cho qua luôn yeah. nhiều lắm yeah. mà cái này nó rõ ràng là mỗi một vụ là phải có phải có hành động dạ vâng. ứng xử thế. cho nên cái mà trong trong mà vote đó thì ở trên senate đó là 92-1 yeah. cái một cái vote no no là Charles Howley Charles Howley là, là một cái tay là, tay này. đó tay là racist chấm phần trăm luôn. Chắc có rằng phần trăm rồi. Nếu mà quý vị mà người Việt Nam mà chúng ta thấy một cái tay nào đó mà dân cử mà ở California hay là ở vùng Texas đi Hay là Virginia, Florida hay là Oregon, Washington Mà quý vị biết người đó rõ ràng là nó vote no á Nên nhớ ở dưới nhà quốc hội nha là có 62 người trong đó là 60 người 62 người là vote no nha yeah. Do cái đạo luật này đó. Dạ yeah, vâng yeah. Cái đạo luật này rõ ràng nó vì người Á Châu chúng ta trong đó có người Việt Nam chúng ta nhưng mà chúng ta thấy một người Việt Nam nào mà dân cử Việt Nam nào mà lại nằm trong cái 62 người đó chắc chắn là người Việt Nam hải ngoại chúng ta không nên bầu cho cái người đó yeah. nếu mà anh vẫn bầu cho người đó một là người đó là người cha mẹ anh em bà con trong nhà của anh hay là người bạn chí thân của anh mà anh anh cũng là một dòng giống mà à, mà là là, 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 là cổng rắn mà cắn nhà ngà của anh yeah. sắp sắp sửa lên cơn đó yeah. <laughs> phải nhìn cái chữ CD này không đau <laughs> đó thì quý vị mà biết một tay hèn hề hung hiểm nào mà trong ở ngay bây giờ tôi nói hẳn ở ngay đây đi Bosa Little Sài Gòn Fountain West Westminster Garden Grove Santa Ana Huntington Beach có Mesa à nếu quý vị biết người Việt Nam đó nghị viên đó à, giám sát viên đó dân biểu đó Assemblyman đó ok là hay là uh, mayor, ta là thị trưởng thành phố đó mà hắn ta lại trên vai sát cánh một cái, trong một trong 62 tay mà Vosno đó yeah. thì quý vị không nên không nên vốt cho người đó không nên mà ủng hộ cái tay đó tay đó tại sao hắn ta lại chống lại một cái đạo lực mà bảo vệ cho người cùng màu da xác thịt máu đỏ da vàng của mình cùng là người Việt Nam mình trong đó có cha mẹ anh em ông bà con cái của họ có thể bị sát thương nó nhảy ra nó đâm lén Nó đánh từ sau đánh tới Mà nó lựa những người Phụ nữ nhiều Phụ nữ đàn bà người cao à, Những người yếu ớt ừ. trong tay không có một tất, tất sắc nữa ừ. Thì Nếu mà quý vị Đi theo một cái tay mà Nhưng mà cũng có nha Lỡ theo thằng đó làm Làm cái người mà tài trợ cho mình đó Trong cái vấn đề mà Mà, mà, mà cái sự nghiệp chính trị đó Tranh cử à, Tôi bỏ cái đầu tôi lên cá đó Hắn ta mà không làm đúng theo lời anh chị nói Tức là cái tay mà bảo hộ trên á Thì hắn ta không còn đảng để mà theo nữa Mà không còn đảng nữa thì lấy làm sao mà ra được Ở đây independent ít được ai bầu lắm Thường thường người dân Việt Nam mình bầu một là Dân chủ hay là Cộng Hòa đúng không? Yeah. Mà bây giờ anh Đã theo cái đảng Dân chủ Cộng Hòa bây giờ anh lại không được bảo hộ bởi đại ca của anh Hay là đại sư tỷ Duyệt tuyệt sư thái của anh á thì anh không có cửa nào để mà tiến bộ trên cái vấn đề sự nghiệp chính trị của anh hết á cho nên anh phải bưng bô liếm đế luôn anh phải bán nợ danh dự liêm sĩ cái cái nhân tính mà làm người của mình luôn tại vì anh phải theo cái đảng đó thôi mà nhiều khi anh dùng cái câu mà có tính cách mà để mà nói lơ mơ lơ mơ để bào chữa cho mình tôi không thể nào phản đảng phản đảng thì anh yeah, đâu có bắt ai anh phản đảng đâu nhưng mà anh vẫn đi theo gót một trong 62 Tây Cộng Hòa đó đó uh, Hay là hình như trong có hai người independent là dân chủ trong đó đó Thì yeah. những đứa đó rõ ràng là nó không coi cái chuyện mà sát thương người Hay tăng cái sự mà ghét, ghét, bỏ và kỳ thị Chửi bới hành hạ Mà đánh lén của người Á Châu của mình Là là cái chuyện không có đáng quan tâm Thì quý vị làm sao mà theo họ được Nhưng quý vị đi đâu cũng phải tìm được cái danh sách của 62 tay đó và George Howley là cái tay tay đó là racist rõ ràng trăm phần trăm luôn tay đó là đệ tử của tinh tú lão quái là đệ tây tử tay đó là cái tay cùng với lại Ted Cruz, Cruz đã đang ngăn đăng... chặn cái vụ mà kiểm phiếu ông Biden trong cái ngày 6 tháng 1 và đưa đến cái vụ mà dạ yeah. cái vụ mà bao loạn thì tới vì nói nhanh về vấn đề Maricopa theo yeah, ở bên giờ dạ, dạ, là... dạ, hỏi bác sĩ thế này cái vụ này đó kỳ thị người gốc Á nó bắt đầu từ tháng 3 2020 cho đến bây giờ tại sao ông Trump mà ông không có đưa ra một ký một đạo luật nào như thế này là chuyện thứ nhất no. chuyện thứ hai trong cái thời gian mà bà cái vụ kỳ thị xảy ra đó hai cô người Mỹ gốc Hoa đã lập ra cái tổ chức của AAPI AAPI là cái tổ chức mà để mà thu thập tất cả những cái thông tin liên quan đến kỳ thị người gốc Á tiền để mà vận động cho cái tổ chức này là do chính những người gốc Á đâu nấy tức là tặng cho cái cơ cái cơ, cơ quan này để mà cơ quan này có thể hoạt động được để cơ quan vô vị lợi trong khi đó đó với cái luật mới này đó thì chính quyền liên bang sẽ phải chi những cái số tiền đó ra để mà giải quyết cái vấn đề này Đúng rồi. và thâu thập tất cả những điều kiện này với cái vấn đề đặt ra là tại sao ông Trump không làm mà phải đợi đến ông Biden ông ký thứ hai là tại sao người Việt chúng ta không có những người nào giống như hai cô người Mỹ gốc Hoa kia mà thành lập những tổ chức như API để mà thu thập những cái dữ kiện đó? Ừ. Why? Người Việt mình là thụ động anh. Người Việt Nam ít bây giờ là người đi trước lãnh đạo lắm. Tại vì tôi không biết có đó là cái 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 culture. Nào, cái, bây giờ anh lên trên trên Facebook đó, yeah. anh thấy rõ ràng có những tay mà nó đã đầu đó là định kiếm ghê gớm rồi nó nói là những người mà sát thương người châu Á đó yeah. trên 90% là người da đen yeah. quá sai nghiên cứu mới đây này. tôi mới đọc mới gửi email này yeah. nghiên cứu của API đó yeah. đa số trong 4.337 nó phân tích từng case một tốn yeah. thời gian mà năng lượng phải mất nhiều thời gian mới đưa đến kết luận cái, cái kết luận đó yeah. là đa số là người da trắng yeah. người da trắng mà đàn ông đó yeah. là người tấn công những người da Á Châu nhiều nhất thì chứ đừng có nói là 90 trên 90 trăm là người da đen mỹ đen mà đánh người da châu những người mà Đúng nó rồi. đã ghét BOM mà, Black Lives Matter đó yeah. hoặc là nó kỳ thị đó là nó cỡ nào nó cũng nói cho chết thôi cho nên quý vị đừng có nghĩ nha có mỹ trắng có mỹ đen có mỹ nâu có ok chứ ta không có nên mà nói là chỉ tổng quát mà vơ đũa cá nắm như vậy mà cái nghiên cứu rõ ràng mới ra nhiều nhất là da trắng mà người đàn ông ok cảm ơn quý vị dạ, dạ vâng xin cảm ơn bác sĩ và xin cảm ơn anh thắng rất nhiều kính thưa quý khán giả cũng hết giờ rồi nên chúng tôi xin tạm ngừng chương trình ở đây và vâng xin hẹn gặp quý khán giả cũng giờ này trên đài truyền hình SBTN và xin mời bác sĩ và anh thắng có lời chào đến với khán giả à, mình xin nói quý vị là ở đây chúng tôi nói đó là chỉ giới hạn mỗi lần là có Đúng 10 rồi. phút 12 phút cho nên rất là quý vị hỏi vô tại sao người này nói mà nói thiếu ừ. quá mà sao mà đọc nói là đọc nhiều mà tại sao mà nói mà nói nói nói, nói mà thiếu ừ. quá trời nó là tôi thôi Chúng tôi có nhiều lắm quý vị, nhiều lắm, nhiều lắm, đọc đến một ngày đến 10 tiếng đồng hồ một ngày luôn Nhưng mà không có thời gian để nói, cho nên chúng tôi lắm lúc nói rất là nhanh Và bắt buộc là phải ngừng thôi, ok Được. rồi tới giờ quảng cáo Dạ vâng, xin cảm ơn quý khán giả rất nhiều Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu CD Anh không chết đâu em. CD gồm 13 ca khúc viết về các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị có thể đặt mua CD từ bây giờ trên trang nhà sbtnhomeshopping.com hoặc gọi 888-500-2018 hoặc gửi chi phiếu về địa chỉ PO Box 127 Garden Grove CA92842. Giá CD chỉ có 10 đô la và 5 đô la tiền cước phí.